chị 42, con này là 42. Cao là 92. Chiều dài cành mai là 1m03. Đường kính đầu là 44. Triệu rưỡi bao ship. Cây, rồi cây tiếp theo Y12. Hoành 34 hoành. Chị nào cách bỏ chị nào có xăng vườn hay gì đó mình để cây để có trái ăn nha anh chị, trồng trong chậu cũng được nữa ha. Y12 lúc chưa bứng lên là nó đã có trái hết rồi đó anh chị. Rồi Y12 này 750.000 em bao ship. Rồi tiếp theo Y13 nha anh chị. 13 900.000 anh chị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo Y14 nha chị. Đó, đế còn dữ dưỡng nhiều lắm nha anh chị. Chị nào về có cái chậu cũng được, mình vô cái chậu cái mình để nữa có trái ăn anh chị ơi. Hoành nó 35, bông bưởi cũng thơm lắm nha anh chị. Chiều cao 79, đường kính đầu 43. Rồi cây này là mã số Y14, 800.000, bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo Y15. Y15 da nó là nứt gì nè, chị là bình thường ha. Cái loại bưởi nè, cái này chị á. Mấy cái đầu này là nữa em cắt chị hao cho anh chị, giờ mình cắt lại nha. Ngày dán bài em khá đẹp anh chị ạ. Cây này cũng khá là đẹp anh chị ơi. Này mà anh chị làm đế ra là đẹp lắm. Đồng nhiều đóng anh chị này, cây cây nhỏ. Rồi cái này có cọng đế bị hư đây. Cọng đế nhỏ bị hư chưa? Nè, thấy thì anh chị ha, tại nè. Tại nhiều khi nó thuốc ở dưới á. Hoành đây là 39. 39 hoành. Đường kính bầu là 47. Y16 750 bao ship nha chị. 750 bao ship. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị cái loại giống linh sam hồng phấn. Loại này là bông cực kỳ xuyên hoa nha cô chú anh chị. Hoa rất là thơm và hoa to nữa. Đó, anh chị có thể xem mặt hoa trên màn hình ha. Hoa rất là đẹp. Cây cực kỳ đẹp luôn ha. Màu hồng rất là đẹp. Đó, rồi trở lại cây. Đây là cái cây em bán cho anh chị ha. Đây là cây gốc linh sam sông Hinh. Em ghép linh sam hồng phấn. Đó, cây ghép cũng cỡ gần 3 năm rồi. 2 năm mấy, 3 năm hết rồi anh chị. Liền cốt hết rồi. Rồi tiếp theo là mã số U5. Này cặp hơi đổ ha anh chị. Đó, đế nè, rất là đẹp luôn. Cây này cũng vậy nè. Đó anh chị xem ha, bộ đế ăn tiền anh chị ơi. Đó nè, đế sâu dưới này nữa nè. Đó anh chị về vô cái chậu
dằn một nước dây thôi em bảo đảm với anh chị là nhìn cây khác liền ha anh chị. Tại cây này em nuôi thả đó, em cho anh chị nào về chỉ cần dằn một nước dây nữa là bao đẹp luôn, là anh chị bán bao lời luôn, em nói thật sự với anh chị luôn, anh chị nào có lấy á là bao lời luôn, không ai bán rẻ đâu. Cặp này có 500.000 mà bao ship cái phôi, anh nghĩ rồi. Cái phôi thôi là bao nhiêu tiền anh chị ha. Rồi mã số U5 500.000. Rồi tiếp theo mã số U6 cây nè đó. Anh chị mà kích thước á, thì em không có đo ha anh chị, anh chị so sánh cỡ cây keo ha, nhỏ hơn hoặc lớn hơn ha anh chị đó. Cây thì đế thì em bao hàng đế cho anh chị luôn. Linh Sam hồng phấn, loại hoa cực kỳ thơm, bông to đẹp ha. Cây này rất là đẹp nè, dằn nước dây lại rồi ok luôn nha anh chị. Mã số U6 cũng 500.000, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số U7 nha anh chị. Lá loại linh sam hồng phấn này là rất là đẹp, lá nó dày bóng mà lá nó hơi tròn 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 ha anh chị đó, dày bóng tròn rất là đẹp ha. Hoa thì cũng là tròn luôn, to đẹp lắm anh chị ơi đó. Mã số U7 nè, chị xem bộ đế nè với thân lắc đó nè, cái phôi thôi đủ tiền anh chị nè. Nè, đế dưới dần đế dưới này còn nhiều lắm nha anh chị, tại em trồng thường chậu rồi em cũng khui ra, anh chị vô cái chậu mình đưa cái chậu luôn, ép lại chậu nhỏ dằn một nước dây nó rất là đẹp nha anh chị. Rồi mã số U7 cũng 500.000 bao ship nha anh chị. Tiếp theo mã số U8 có cây này thôi nè anh chị, nhìn nè là đủ tiền rồi ha anh chị, giá rất là rẻ luôn á. Anh chị nào chưa có giống này mình sưu tầm mình chơi ha, hoa rất là đẹp anh chị ơi, anh chị nó ra hoa đi anh chị sẽ nhìn rất là mê. Mã số là U8, cặp này U8 rất là khéo cây luôn anh chị, đế cây nào nấy rất là đẹp rồi, nhất đế nhì thân với cây nào là cây này cũng đế giữ 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 cho nghe anh chị. Mã số U8 cũng 500.000 em bao ship ha. Rồi tiếp theo là mã U9 nha anh chị đó, anh chị so sánh với cây keo giúp em đó. Nè cây này anh chị xem này ha, thân lắc lượng rất là đẹp, chi tay đầy đủ chưa, bao hàng anh chị dằn một nước dây thôi, bán một cây một trên 500.000 ha. Em bán một cặp, một cặp chỉ 500.000 thôi. Mã số U9 500.000 bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo đó, mã số U10 đó, cây nè cốt cành đều gan hết trơn anh chị đó, đây cốt cành đều gan hết trơn ha. Mã số U10 rồi cũng 500.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo mã số U11, anh chỉ còn một lô nữa là hết rồi anh chị ơi. U11 đó, đế nè, anh chị nào mà chưa có mặt cái loại linh sam hồng phấn này mình sưu tầm về làm giống chơi nha anh chị đó, như cái mấy nhánh này nè anh chị về chiết vô ra giống cây gin mình chơi ha đó, cũng được nữa, hoặc là ghép vô cây khác ha. Loại linh sam này tại hoa rất là đẹp, em mới đầu cũng rất là mê nó ha anh chị đó. Mã số U11 cây này, cặp này rất là đẹp luôn ha anh chị, cũng 500.000.